trình 24 giờ chuyển động. Những nội dung chính sẽ có trong phần đầu của chương trình hôm nay. Nữ hành khách ngồi trên băng chuyền sân bay Phú Quốc lên tiếng xin lỗi và đã xóa clip. Ngày 27 tháng 7 đã đi vào lịch sử đất nước như một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam. Gặp gỡ người thương binh đã có 2.000 ngày ở nơi được coi là địa ngục trần gian và ông cũng là người tham gia khởi xướng phong trào học tập trong nhà tù Phú Quốc. Kính chào quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài câu chuyện sự việc đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh đó còn có các thông tin nóng, những câu chuyện ý nghĩa và thú vị khác cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Chúng tôi là Như Thảo Tuyết Dân, Chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, theo suốt chiều dài lịch sử, tháng 7 đã trở thành tháng tri ân, tháng đền ơn đáp nghĩa, tháng của uống nước nhớ nguồn và đã được các thế hệ người Việt Nam xây dựng gìn giữ để tôn vinh những hy sinh mất mát của những người đã không tiếc máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc tính từ ngày 27 tháng 7 năm 1947, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra chỉ thị chọn một ngày trong năm làm ngày Thương binh toàn quốc để bày tỏ tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã không tiếc máu xương hy sinh cống hiến hết mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Từ đó, ngày 27 tháng 7 hàng năm đã trở thành ngày kỷ niệm thiêng liêng, mang đậm tính nhân dân cao cả của dân tộc Việt Nam là dịp để toàn đảng, toàn chân và toàn quân ta bày tỏ lòng tưởng nhớ, sự tôn vinh và tri ân công lao to lớn của các bậc anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Ngày 27 tháng 7 đã trở thành ngày mà những người còn sống mãi mãi không quên được không thể quên sự tri ân của hậu thế dẫu lớn đến nhường nào thì vẫn mãi mãi chưa thể xứng với lớp lớp cha anh đã không tiếc máu xương vì sự trường tồn của tổ quốc của dân tộc của giải đất hình chữ s yêu thương thay mặt ban biên tập chương trình 24 giờ chuyển động, chúng tôi xin gửi đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng, những lời thăm hỏi ân cần, lòng biết ơn vô hạn và những tình cảm thấm thiết nhất. Vâng, và để tiếp tục chương trình, ngay sau đây là cụm tin nóng được cập nhật trong 24 giờ qua. Chuyên mục tin nóng Ngày 26 tháng 7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Tăng Duy Thành, sinh năm 1990 về tội tổ chức đánh bạc liên quan đến hệ thống game bài đổi thưởng Rick VIP và Tiếp chấm lấp bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá từ năm 2017 do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu. Quá trình điều tra xác định Tăng Duy Thành là đại lý cấp 2 trong hệ thống game bài đổi thưởng Rick VIP và Tiếp chấm lấp từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 8 năm 2017, qua hệ thống game bài đổi thưởng RikVip, xuyệt, tiếp, chấm lấp, đối tượng Tăng Duy Thành đã giao dịch mua bán Rick tiền ảo trong game cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Điện Biên với tổng số tiền lên đến gần 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ, xác minh, mở rộng vụ án. Thưa quý vị, bị bạn nhậu chửi và rủ đánh nhau tức giận, danh Thị Hà, sinh năm 1971, ngụ tỉnh Kiên Giang, đã cầm dao đâm bạn nhậu tử vong. Giới hành chi trên, trưa ngày 26 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo danh Thị Hà 12 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Phạm Văn Lượm Em, hàng xóm của bị cáo. Ngoài mức án đã tuyên, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 130 triệu đồng. Theo cáo trạng, vào chiều ngày 3 tháng 10 năm 2021, Hà và em cùng một số người khác tổ chức nhậu tại nhà người em ruột của Hà. Tại đây, giữa Hà và em đã xảy ra cự cãi thách đố đánh nhau, nên em bỏ về nhà. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, một người hàng xóm đến chỗ Hà đang nhậu cho biết là em đi ngang qua nhà người này có chửi và thách Hà báo công an. Ngày vậy, Hà đến nhà em chửi, đánh nhau, thì được mọi người căng ngăn nên Hà bỏ về. Khoảng 10 phút sau, em cầm một cây xẻng và một cây kéo đến thách thức hà tức giận hà chạy vào nhà lấy một con dao ra đâm vào bụng em làm nạn nhân tử vong Chiều ngày 26 tháng 7, tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Trường, 23 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài với mức án 20 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, Phan Văn Hoài mượn xe máy và điện thoại của Trường nhưng không trả nên giữa Trường và Hoài đã xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 23 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2020, Nguyễn Văn Tuấn biết được sự việc nên rủ Trường đi đến chỗ của Hoài tại thị xã Bình Long để nói chuyện. Khi đến khu vực cách nhà Hoài khoảng 100 mét, Tuấn xuống xe mang theo túi sách bên trong có một khẩu súng đồ chơi nguy hiểm. Trường lấy thêm một ống tuyếp bên trong có con dao dài gần 50 cm. Khi vào nhà nói chuyện, Hoài chửi và đuổi Tuấn ra khỏi nhà. Lúc này Tuấn cầm khẩu súng đồ chơi đánh vào vai và đầu của Hoài. Trường thấy vậy cầm ống tuyếp chạy vào định rút dao ra đánh Hoài thì Tuấn can ngăn. Trường rút dao đâm liên tục 3 đến 4 nhát trúng vào ngực trái của Hoài làm nạn nhân tử vong. Ngày 26 tháng 7, ông Nguyễn Minh Đông, giám đốc cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết đơn vị đang kiểm tra thông tin để báo cáo Cục Hàng không về đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nữ hành khách ngồi trên băng chuyện hành lý của sân bay, lập biên bản giao cho đại diện cảng chủ hàng không miền Nam xử lý. Theo đó, đoạn clip ghi lại toàn cảnh khu vực ga đến của một sân bay, Cuối clip là hình ảnh một phụ nữ ngồi trên băng chuyền với tư thế khá kỳ lạ, bên cạnh là bản quảng cáo ghi rõ dòng chữ sân bay Phú Quốc. Trước cùng ngày, một phụ nữ tên TH tên viết tắt 30 tuổi quê Bến Tre tự nhận nhân vật trong clip dài 7 giây kia là chính mình. Chị H cho biết đoạn clip này đã được quay hơn một năm trước. Đến trưa ngày 25 tháng 7 năm 2022, chị H vô tình kép nhạc vào trúng clip đã quay khi ngồi trên băng truyền hành lý ở sân bay Phú Quốc và đăng lên TikTok cá nhân. Chị H cho biết đã cảm thấy sợ vì dù đã xóa clip nhưng đến hôm nay, clip đã lan truyền cả cộng đồng mạng. Chị H cũng thừa nhận hành vi của mình là sai và ngỏ lời xin lỗi đến toàn thể ngành hàng không, toàn thể mọi người cộng đồng mạng. Chuyên mục nóng trên mặt báo. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã đi qua nhiều năm rồi, thế nhưng những hậu quả và dư âm của nó còn sót lại vẫn rất lớn lao và khốc liệt, ghi dấu mãi mãi trong tâm trí mỗi thế hệ người dân Việt Nam. Một con số thống kê cho thấy qua các cuộc kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cả nước ta có hơn 9 triệu người có công với cách mạng, gần 1,2 triệu người con ưu tú đã anh dũng hy sinh, trên 800.000 người đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường hàng trăm ngàn người bị địch bắt tù đài tra tấn giả man, bị nhiễm chất độc quá học. Trên 140.000 bà mẹ được phong tặng truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng và hàng ngàn người được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng chủ trang nhân dân, anh hùng lao động. Vâng, đất nước hòa bình, không có niềm vui nào bằng ngày trở về, nhưng cũng không có nỗi đau nào bằng nỗi đau trong ngày chiến thắng khi những người thân yêu nhất mãi mãi ra đi không bao giờ trở lại cũng như quá khứ không chỉ hữu ích cho ngày hôm nay thông qua những bài học lịch sử xương máu mà quan trọng hơn nếu quên đi quá khứ, quên đi những người đã nằm xuống thì cuộc sống hôm nay cũng không còn xứng đáng, không còn ý nghĩa. Còn nhớ trong thư gửi ban thường trực của ban tổ chức ngày thương binh toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Thương binh là những người hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào." vì lợi ích của tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí chịu ốm yếu, hèo quặc. Vì vậy, tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy. Bác Hồ từng viết, máu đào của các liệt sĩ đã nhộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Cho nên, đối với những người con trung hiếu ấy, chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng. Và người giải thích tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy. Mọi người phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt qua tất cả khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã để lại. Thấm nhuận tư tưởng của bác, trong suốt 75 năm qua, đảng, nhà nước đã luôn quan tâm đến việc ban hành các chủ trương chính sách đối với người có công với cách mạng và dành riêng một khoản trong ngân sách nhà nước để thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng các phong trào đền ơn đáp nghĩa toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng nhận phụng dưỡng bà mẹ việt nam anh hùng được đẩy mạnh các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa nhà đồng đội áo ấm tặng thương binh bệnh binh áo lụa tặng các bà mẹ việt nam anh hùng được duy trì phát triển rộng khắp ở các địa phương việc hỗ trợ nhà ở cho những người có công và giải quyết việc làm cho con liệt sĩ con thương binh nặng con bệnh binh nặng được chú trọng Chiều ngày 23 tháng 7 vừa qua, trong buổi gặp mặt với 75 đại diện người có công tiêu biểu toàn quốc, vui mừng với những thành tựu to lớn mà Đảng, nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trong công tác chăm sóc người có công, xúc động và cảm phục với những tấm gương tiêu biểu của hàng triệu người có công với cách mạng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn các cơ quan, đơn vị cũng như mỗi cá nhân bằng những việc làm cụ thể thiết thực với ý thức trách nhiệm cao. Hãy chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa. Coi đó là bổn phận, trách nhiệm và cũng là tình cảm để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta. Người đứng đầu Đảng ta cũng yêu cầu tất cả chúng ta hãy luôn ghi nhớ và tâm niệm hãy sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với những người đã khuất, đã hy sinh vì tổ quốc, vì nhân dân. Thưa quý vị, không ai chọn cho mình cái chết, cũng không ai muốn mình phải chết và không có cái chết nào có ý nghĩa bằng được sống. Nhưng khi tổ quốc lâm nguy, gian sơn sự nghiệp mồ mã của tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích họ hàng bị đe dọa, của cải, ruộng nương, làng mạc bị xâm chiếm thì lựa chọn cái chết để đất nước được trường tồn là một lựa chọn chinh quang và cao cả. Mỗi một thân xác nằm xuống, mỗi một phần thi thể mất đi là một ánh hào quang soi sáng hơn con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đó là những dòng chữ bằng vàng khắc sâu vào lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Chính vì vậy, chúng ta càng thấm tí giá trị của độc lập tự do của hòa bình thống nhất Tổ quốc, chúng ta kiên quyết bảo vệ những gì đã giành được, nỗ lực phấn đấu làm hết sức mình giữ vững độc lập tự do, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc để con cháu chúng ta, các thế hệ mai sau được sống trong hòa bình, thống nhất, ổn định và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Và đến đây thì chuyên mục nóng trên mặt báo sẽ được phép khép lại. Chương trình sẽ tiếp tục với những câu chuyện ý nghĩa được ghi nhận trong ngày thương binh liệt sĩ. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 7, tại Nghĩa trang liệt sĩ đội 82 Tân Biên, tỉnh Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ, truy điệu và an táng 255 hài cốt liệt sĩ quy tập trên địa bàn và ở Campuchia đưa về nước giai đoạn 21, mùa khô 2021-2022. Mời quý vị cùng lắng nghe thông tin chi tiết trong chuyên mục Đông Tây Chuyển Động. Chuyên mục Đông Tây Chuyển Động Lệ chiến nghĩa trang liệt sĩ truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ quy tập trên địa bàn và ở Campuchia đưa về nước là hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm nghĩa chủ quốc tế cao cả. Những năm qua, đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh luôn khắc cốt ghi tâm việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ tỉnh đã phối hợp với các địa phương, các lực lượng của Campuchia tìm kiếm, quy tập và hồi hương hàng ngàn hải cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến ở Campuchia về nước. Nghĩa trang liệt sĩ đội 82 Tân Biên Tây Ninh là nơi an nghỉ của gần 14.000 liệt sĩ của mọi miền tổ quốc đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống bị cứu nước và làm nghĩa chủ quốc tế tại Campuchia. Thưa quý vị, với ý chí kiên cường, những chiến sĩ Cộng sản đã biến nhà tù thành trường học cách mạng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khó khăn đến đâu, họ cũng chỉ có một mục tiêu là đánh bại kẻ thù. Học tập để nâng cao văn hóa nhằm đấu trí với giặc. Học tập để chuẩn bị cho ngày hòa bình trở về, tiếp tục xây dựng quê hương. Cuộc đời họ là sự đấu tranh không mệt mỏi và vũ khí sắc bén là ý chí kiên cường. Và sau đây, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ với một người thương binh đã có 2.000 ngày ở nơi được coi là địa ngục Trần gian và ông cũng là người tham gia khởi xướng phong trào học tập trong nhà tù ở Phú Quốc. Năm 1967, trong một trận càng quét của địch ở chiến trường miền Nam, ông Ngô Chính Chữ bị thương cột sống liệt hai chi, hỏng một mắt. Ông bị địch bắt tù đầy ở Phú Quốc. Tại đây, ông được giao phụ trách công tác bảo mật cơ sở đảng, làm công việc binh địch vận, đấu tranh chính trị với kẻ thù và phụ trách văn hóa. Ông đã tham gia khởi xướng phong trào học tập biến nhà thù đế quốc thành trường học cách mạng. Trong tù, ông có bí danh là Nguyễn Tấn Thành. Nhiều người không biết đến tên thật của ông nên vẫn gọi là Thầy Thành. Ông Ngô Chính Chữ, thương binh nặng đặc biệt, cựu tù Phú Quốc nói. Khi phát động thành một cái cao trào phán hóa, thì người biết một giải cho người chưa biết. Và khẩu hiệu thứ hai nữa, tức là học bất cứ ngành nghề gì để sau này mình trở ra tiếp tục phục vụ Tổ quốc dẫu nỗi đau thương tích vẫn đeo bám hàng ngày, nhưng cũng không ngăn được niềm đam mê viết hội ký của ông. Ông coi đây là gia tài quý giá, để con cháu đọc và hiểu hơn về sự hy sinh của cha ông, rồi tự phấn đấu trong hiện tại. Chị Ngô Thanh Hà, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết. Con cái trong gia đình đã cố gắng giúp đỡ ông để ông có thể là viết được ra và chúng tôi muốn in thành một cái tập hồi ký để tặng cho những người thân và cũng lưu lại cho con cháu. Và tôi nghĩ rằng là đó nó cũng là một cái pho sử sống đối với gia đình. Được trở về sau chiến tranh, xây dựng tổ ấm và nay các con đều đã yên bề gia thất là điều khiến ông Chữ cảm thấy hạnh phúc nhất. Với ông, để có được cuộc sống ngày hôm nay là nhờ ý chí và nghị lực. Đó cũng là điều mà ông luôn răng dạy con cháu mình. Thưa quý vị, những năm qua, các cựu chiến binh ở tỉnh Bến Tre đã giúp nhau chương lên thoát nghèo, bền chững và phát triển kinh tế bằng mô hình 5 cộng 1. Tức là cứ 5 cựu chiến binh có điều kiện kinh tế khá hơn sẽ cùng giúp đỡ cho một cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn hơn. Bằng mô hình này, các cấp hội cựu chiến binh cơ sở của tỉnh Bến Tre đã giúp hàng ngàn hộ cựu chiến binh vươn lên phát triển kinh tế và tiếp tục tham gia hỗ trợ đồng đội khác thoát nghèo. Tranh thủ các buổi nông nhàn cựu chiến binh chi hội cựu chiến binh áp Phú Thuận, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc gặp gỡ bàn tròn tại nhà các thành viên trong mô hình 5 cộng 1. Tại đây, các hội viên cùng nhau chia sẻ, nắm bắt nhu cầu thị trường và cập nhật những kỹ thuật canh tác giống mới. Đặc biệt, họ sẽ cùng lắng nghe, tìm hiểu những khó khăn của đồng đội và cùng nhau bàn cách vượt qua. Chỉ sau vài năm triển khai mô hình 5 cộng 1 đến năm 2016, các hộ gia đình thành viên hội cựu chiến binh xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách đã không còn hộ nghèo. Từ đó đến nay, mô hình này vẫn tiếp tục được hội duy trì để củng cố và phát huy những thành quả đạt được. Qua gần 10 năm triển khai, hiện nay toàn tỉnh Bến Tre duy trì có hiệu quả khoảng 1.100 mô hình 5 cộng 1, góp phần giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo trong hội cựu chiến binh. Đây là đoàn bảy để giảm nghèo, xóa nghèo hiệu quả trong hội viên cựu chiến binh, đồng thời cũng mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, thể hiện nghĩa tình trách nhiệm của tình đồng đội keo sơn, kết chặt mối quan hệ sớm làng đồng chí. Và bây giờ là những sự việc câu chuyện xảy ra trên thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, một ngày nào đó, thịt gà khi bán ra sẽ được đóng gói bằng khay chứa làm từ chính lông của chúng. Đó là một phần trong dự án hợp tác giữa Đại học Công nghệ Nanyang và hãng chế biến gia cầm Hub của Singapore nhằm tạo ra cơ sở giết mổ không rác thải việc xử lý các chế phẩm đang khiến hãng chế biến gia cầm lớn nhất Singapore, Lyon Hub, tiêu tốn hàng triệu đô la Mỹ mỗi năm. Chỉ tính riêng lông gà, mỗi ngày họ thải ra 4 tấn. Để khắc phục điều đó, Lyon Hub hợp tác với Đại học Công nghệ Nanjan chiết xuất các thành phần hữu ích trong lông gà để tạo ra khay chứa thịt. Loại khay này thân thiện với môi trường. Dự kiến việc sản xuất đại trà loại khay này sẽ bắt đầu từ cuối năm nay. Lyon Hub cũng đang nghiên cứu tận dụng chế phẩm phao câu gà để sản xuất khí đốt sinh học. Còn tại đất nước Indonesia, nhiều nông dân ở huyện Agam thuộc tỉnh Tây Sumatra đang sử dụng lớp xe máy để tách hạt bắp. Và phương pháp độc lạ này xem ra lại hiệu quả hơn rất nhiều so với cách làm thủ công truyền thống. Các nông dân Indonesia sử dụng lớp xe máy để tách hạt bắp. Cách thức thực hiện như sau, đầu tiên họ khởi động xe máy, sau đó giữ tốc độ bánh xe và chỉ việc đưa trái bắp vào để tách hạt một nông dân cho biết đã thực hiện phương pháp này trong hai vụ thu hoạch. Phương pháp này giúp họ tăng sản lượng gần 1 tấn một ngày, so giới làm thủ công thì chỉ được 100 kg. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, bắt giữ vụ trận chuyển 94 cá thể động vật hoang dã qua biên giới An Giang. Chuyên mục chuyện ngày mới về thăm căn cứ Bào Rồng, dấu ấn của những tháng ngày cuộc khởi kiên cường vươn lên giữa mưa bơm lửa đạn của quân và dân Tây Ninh Thưa quý vị, hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng mạnh ở hai con số và có xuất siêu trong bối cảnh nhiều biến động ở cả trong nước và quốc tế. Mặc dù đạt được tới hơn 185 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu, nhưng mức chi phí khá lớn đã khiến giá trị của hoạt động xuất nhập khẩu không cao. Do đó, doanh nghiệp xuất khẩu đang rất cần những giải pháp để kéo giảm được chi phí cũng như tạo thuận lợi cho hoạt động trong thời gian tới. Nội dung này được đề cập cụ thể trong chuyên mục Cà phê không đường ngay sau đây. Chuyên mục Cà phê không đường. Điểm tích cực trong hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm là tất cả các nhóm hàng đều có mức tăng trưởng rất tốt, trong đó có nhóm hàng thủy sản. Những lợi thế về mặt thị trường đã giúp ngành này tăng trưởng. Tuy nhiên, những khó khăn thách thức khác vẫn là nỗi lo của toàn ngành. Ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng thư ký Hiệp hội Thủy sản Việt Nam cho biết: Còn những cái khó khăn liên quan đến nhu cầu thế giới liên quan đến những cái khó khăn về chi phí gia tăng liên quan đến cái chuyện cạnh tranh của các nước thì đấy là những cái bài toán mà tôi biết rằng là bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cũng như là các bộ ngành và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi luôn luôn phải đặt ra để cố gắng để khắc phục đặc biệt là vấn đề về cái chi phí gia tăng rất là lớn điện tử tăng trưởng 14%, dẫn đầu toàn ngành chế biến chế tạo và cả về chỉ số sản xuất công nghiệp và chỉ số kim ngạch xuất khẩu, đóng góp lớn cho việc cân bằng cán cân ngoại tệ quốc gia. Tuy nhiên, lạm phát tăng cao ở nhiều nền kinh tế lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành điện tử. Khó khăn không đến từ nhu cầu thị trường như các ngành khác, mà đó chính là việc đảm bảo nguồn cung nguyên liệu. Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam nói. Giá cả nguyên vật liệu, và linh kiện Uh, chi phí uh, vận chuyển, chi phí logistics, uh, các cái mặt hàng đều tăng giá và nó ảnh hưởng đến các cái uh, cái nguyên vật liệu nhập đầu vào của chúng tôi, các cái nguồn linh kiện, nguyên vật liệu điện tử từ hai thị trường lớn nhất là Hàn Quốc và Trung Quốc. Thứ nhì là Trung Quốc chiếm 28% thì hiện giờ vẫn đang rất là ảnh hưởng và chúng tôi cũng đang cố gắng Lạm phát ở nhiều quốc gia đang có dấu hiệu tăng cao, đặc biệt là ở các thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn của Việt Nam như Hoa Kỳ, EU. Điều này có thể sẽ làm giảm nhu cầu tiêu thụ, đặc biệt là đối với các mặt hàng tiêu dùng gia dụng. Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: Thì nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng làm sao khai thác đầy đủ tất cả các thị trường đó và đồng thời là cố gắng là giải tỏa các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp bảo đảm cho họ thông suốt cả đầu vào cũng như là vận chuyển hàng hóa đến địa điểm cuối cùng làm được tất cả những điều đó thì hy vọng là chúng ta vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, giữ ổn định cho lưu thông hàng hóa trong nước, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền việc tận dụng các lợi ích của các hiệp định thương mại tự do cũng như phòng chống gian lận xuất xứ, các giải pháp ứng phó kịp thời đối với các biện pháp phòng vệ thương mại mà các quốc gia dựng lên cho hàng hóa nhập khẩu chuyên mục tin nóng. Tiếp theo sau đây là cụm tin nóng. Thưa quý vị, mới đây đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, bộ đội biên phòng An Giang cho biết, đơn vị vừa mật phục phát hiện vụ trận chuyển động vật hoang dã qua biên giới, thu giữ một thuyền máy cùng 94 cá thể kỳ đà và động vật họ rùa. Trước đó, khoảng 2 giờ 10 phút ngày 24 tháng 7, chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 9, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện trên bờ sông Hậu, tại khu vực ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, có ba đối tượng đang khuân giác đồ vật từ thuyền máy lên bờ, có dấu hiệu nghi dấn khi bị phát hiện các đối tượng lợi dụng đêm tối lẫn trốn để lại một thuyền máy chở 10 thùng giấy chứa động vật hoang dã gồm kỳ đà, động vật họ rùa. Qua kiểm điểm có 52 cá thể kỳ đà, 42 cá thể động vật họ rùa, tổng trọng lượng gần 335 kg. Đồng biên phòng cửa khẩu Long Bình đã bàn giao toàn bộ tăng vật cho chi cục kiểm lâm tỉnh An Giang, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, xử lý vụ việc. Thông tin về tình hình cháy nổ, thưa quý vị, một vụ hỏa hoạn xảy ra giữa trưa tại một căn nhà ở xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau làm một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 7, đám cháy xảy ra tại cửa hàng tạp hóa của gia đình bà Trần Thị Dấp, 62 tuổi. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà chỉ có ông Hắc, chồng của bà Dấp ở nhà, nhưng người đàn ông này bị bệnh tai biến nằm một chỗ do không tự di chuyển được nên ông Hắc đã tử vong trong căn nhà, bị thiêu rụi hoàn toàn. Được biết, gia đình bà Dấp là hộ dân thuộc diện khó khăn tại địa phương, không có đất sản xuất nên thu nhập của gia đình chỉ phụ thuộc vào tiệm tạp hóa nhỏ ven đường. Vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn căn nhà được cất bằng cây lá địa phương, ước tổng thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Một chiếc xe khách 45 chỗ đang lưu thông trên đường Trường Sa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy dữ dội vào chiều ngày 26 tháng 7 phát hiện sự việc tài xế đã nhanh chóng tấp xe vào làng trong cùng rồi nhanh chóng hô hoáng cho hành khách xuống xe trước khi toàn bộ chiếc xe bị lửa bao trùm nhận tin báo đội phòng cháy chữa cháy đã huy động xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa ngọn lửa sau đó cũng được khống chế nhưng chiếc xe đã bị thiêu rụi theo ghi nhận ban đầu vụ cháy không có thương vong về người nhưng khiến giao thông qua khu vực xe cháy gặp nhiều khó khăn nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ một chuyện ngày mới. Thưa quý vị, tháng 7 lại về với những hoạt động cao điểm trên cả nước trong hành trình đền ơn đáp nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công. Không chỉ là những hoạt động đền ơn đáp nghĩa cụ thể, nghĩa tình, đây còn là dịp để mỗi người đang được hưởng độc lập tự do nhắc nhở nhau nâng cao trách nhiệm giữ gìn hòa bình phát triển đất nước để không phụ lòng các thế hệ đã hy sinh xương máu vì tổ quốc tháng 7 là mùa vọng của người còn sống với người đã khuất, mùa tri ân những người con ưu tú đã hy sinh cho tổ quốc trường tồn. Và nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, mời quý vị cùng đến thăm căn cứ Bào Rông ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, một trang sử vẻ vang, chói lọi trong công cuộc kháng chiến chống bị cứu nước của nhân dân và ban an ninh Tây Ninh. Đầu năm 1960, phong trào đồng khởi trên toàn miền Nam đã làm phá sản chiến lược tố cộng diệt cộng bình định miền nam bằng các khu chinh điền khu trụ mật bị thất bại mỹ chuyển sang kế hoạch bình định mới với một hệ thống hàng rào áp chiến lược nâng lên thành quốc sách xương sống của chiến lược chiến tranh đặc biệt nhằm giành lại địa bàn nông thôn nắm chân cô lập cách mạng và tiêu diệt các lực lượng chủ trang với ý đồ bình định ở miền nam việt nam trong vòng 18 tháng chính vì vậy đầu năm 1961, đảng ra chủ trương xây dựng ngành an ninh các cấp để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho các căn cứ. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, căn cứ Bầu Rồng, một trong những căn cứ của ban an ninh Tây Ninh thời bấy giờ, đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng theo từng giai đoạn. Các cán bộ, chiến sĩ đã luôn bám trụ, bám địa bàn, vận động quần chúng nhân dân đấu tranh chính trị, diệt ác, phá kiềm, đánh vào các trụ sở trọng điểm của địch, mở rộng vùng giải phóng, bảo vệ đồng bào và bảo vệ căn cứ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nước, bàn an ninh Tây Ninh đã chọn nhiều địa bàn chiến lược để xây dựng căn cứ, chỉ đạo toàn lực lượng đấu tranh chống kẻ thù. Căn cứ được xây dựng và di chuyển nhiều nơi như Bời Lời, Dương Minh Châu, rừng Bào Rông. Ngày nay, căn cứ ban an ninh tại Bào Rông thuộc ấp Long Cường, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Từ năm 1961-1965, Ban An ninh cùng các lực lượng chủ trang tỉnh đã diệt được 164 tên điển hình, bắn bị thương tên Đào Đình Tứ, trưởng ty công an của ngụy và bắt sống 547 tên tình báo gián điệp. Trong thời kỳ chiến tranh cục bộ từ năm 1965-1968, Mỹ quỷ tăng cường chiến tranh quy mô lớn hết sức khốc liệt, chuẩn bị cho cuộc phản công mùa khô mà đỉnh cao là trận càng Johnson City lực lượng công an tây ninh vẫn kiên cường bám trụ địa bàn trọng điểm, xây được nhiều mạng lưới cơ sở để mạnh công tác phá tề, luồn sâu vào lòng địch để đánh địch, góp phần cùng các lực lượng tạo nên những chiến thắng dễ dàng. căn cứ bầu rông trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi đây để gắn với biết bao vui buồn của các thế hệ chiến sĩ, cán bộ an ninh tây ninh, đặc biệt là sự kiện ngày 26 tháng 6 năm 1968 khi Ban an ninh Tây Ninh đang tổ chức hợp công tác 6 tháng của ngành, thì hàng loạt máy bay của Mỹ đã bỏ bơm xuống căn cứ, làm cho 10 chiến sĩ cán bộ đã hy sinh. Để lưu danh về một căn cứ cùng sự hy sinh cao cả đó, với những chiến thắng dễ dàng của Ban an ninh, Công an Tây Ninh đã cho xây dựng đài tưởng niệm vào năm 1995, cùng nhà bia tưởng niệm vào năm 2003 tại căn cứ Bầu Rông, để khắc ghi lại một quá khứ vinh quang của ban an ninh anh hùng của một tỉnh anh hùng. Với biết bao công sức của cải đóng cớp, bao xương máu đổ xuống đã giết nên bản hùng ca của quân và chân Tây Ninh. Với những dấu ấn đặc biệt, căn cứ bầu rong đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2004. Là một thế hệ trẻ của công an Tây Ninh thì không biết là khi về với căn cứ Bào Rồng thì anh có cảm giác như thế nào? Đại diện cho thế hệ trẻ của lực lượng công an tỉnh Tây Ninh khi được đến với uh, di tích căn cứ Bào rong là cái cảm giác đầu tiên của mình á, là mình cảm thấy rất là tự hào. Cái điều đầu tiên phải đáng nói là tự hào. Tự hào vì được uh, sống trong uh, thời bình ngày hôm nay, vì được cái sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trước đây để giành lấy cái nền độc lập để cho cái thế hệ trẻ, tuổi trẻ của... Uh, cả nước nói chung và lực lượng công an tỉnh Tây Ninh nói riêng ngày hôm nay được cống hiến nhiều hơn nữa cho cái sức trẻ của mình để phát triển để xây dựng đất nước thì mình cảm nhận thấy là mình rất tự hào về khi được đến với căn cứ bào rong này. Trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân ta, giờ đây trên địa bàn của huyện Bến Cầu đã có nhiều thay đổi. Nhưng địa danh căn cứ Bầu Rông vẫn tồn tại gần nửa thế kỷ, đi vào lòng mọi cán bộ chiến sĩ đồng bào và những người chưa một lần đặt chân tới trước những chuyện biến lớn lao của cuộc sống, nhưng địa danh ấy với ý nghĩa lịch sử quan trọng như chưa hề mất đi và vẫn tồn tại mãi mãi, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc cho đến ngày nay. Được sinh ra trong thời bình, có lẽ chúng ta chỉ biết đến quá khứ hào hùng của dân tộc qua lời kể của cha ông, của những người đi trước. Vậy nên khi đến nơi đây, chúng ta sẽ cảm nhận một cách chân thật nhất về những ngày tháng gian khó mà dân tộc ta đã vượt qua để rồi thấu hiểu và thêm cảm phục những chiến sĩ công an nhân dân vô cùng kiên trung, bất khuất, giữ vững an ninh chính trị. Dân, chiến tranh đã đi qua, bao mất mát đau thương cũng lùi vào quá khứ. Những nhành cây ngọn cỏ và sự sống của con người đã hồi sinh mạnh mẽ trên mảnh đất này. Thời gian có thể khiến mọi thứ thay đổi, nhưng có lẽ dấu ấn về căn cứ bầu trong quật khởi kiên cường dâng lên giữa bơ bơm lửa đạn và sự hy sinh anh dũng của các cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sẽ vẫn còn đó và sẽ mãi trong tâm cảm của mỗi người dân Việt Nam. Và thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay xin được phép khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng chương trình còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại